Vâng, và sau đây là trận chung kết của Dây Thiên Cúp tổng thứ 41 diễn ra tại sân vận động Hóc Môn với sự tham gia của quy mô 8 đội và thể lệ không cấm các vận động viên chuyên nghiệp bãi biển, trẻ, quốc gia v.v. Quy tụ rất là nhiều vận động viên chất lượng trên toàn quốc trong phong trào bóng chuyền phổ ở khu vực phía Nam.
Thank you.
Thank you.
Tắt gì hết trơn á.